quý thần ở trong cõi ta bàn.
và cõi nữ vương ra cùng đến hồi họp nơi cung trời Đao Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuân Đàm, trời Hoa Lan, trời Tha Hóa, trời Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phu, trời Đại Pháp, trời Thiếu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiếu Tình, trời Vô Lượng Tình, trời Biến Tình, trời Phước Sanh, trời Phước Ngai, trời Quang Qua, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quá Tiền, trời Vô Tướng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiên Kiến, trời Thiền Yên, trời Sáng Cứu Cánh, trời Ma Hê Thú La, cho đến trời Phi Tướng, Phi Phi Tướng Thương. Tất cả thiên chúng long chúng cùng ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lại, có những vị thần cõi ta bà cùng cõi nữ phương khác, như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đấng, thần sông trầm, thần lúa ma, thần chú ngày, thần chú đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chú ăn uống, thần cây có cán vị, thần như thế, đều đến hồi hôm lại, có những đại quý vương cõi ta bà cùng cõi nước phương kháng, như Án Mục quý vương, Đàm Huy quý vương, Đàm Tinh quý vương, Đàm Thai Loan quý vương, Hành Bình quý vương, Nhiêm Đồng quý vương, Tự Tâm quý vương, Phương Lời quý vương, Đại Ai Kính quý vương, Can quý vương, như thế đều đến hồi hòm. Đừng qua phá khởi bây giờ, đừng tin ca Mâu Ni Phật, bao ngày văn thù sư lợi phá vương Tứ Đại Bồ Tát, rằng ông xem coi tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quý thần, đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quân đồ này cùng quân đồ khác, nay đều đến hồi hôm tại cung trời Đao Lợi, như thế ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Bạn Cư Sư Lợi Bạch Phật, rằng bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tinh đếm trong nghìn kim, cũng không biết số bao nhiêu đứng phần bao. Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, đến ta dùng phần nhãn xem, hãy còn không đem xia số thánh phàm này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Từ thuở kim lâu xa đến nay, Hoàng đã độ đương độ chưa độ, Hoàng đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bạch Đức Phật, rằng từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời tin nhận liền, còn hàng thiêu quá thanh văn, trời rộng tam bộ chúng và
những chúng sanh trong đời sau giàu nghe lời thành thân của Như Lai. Nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ giàu cho có lại vẫn đi nữa cũng chưa khỏi hủy ban cuối mong được cái tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ngài tu hành gì. Làm nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế đức Phật bao ngày bằng thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bằm. Trong cõi tam thiên đại thiên cứ một phần làm một sông hằng rồi cứ so cá trong mỗi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhom. Làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếm đều đem làm kiếm cá từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng qua vị thâm địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên. Huống là những quá Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thánh văn và bến chi phần này văn thù sư lời oai thân thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghi bàn đến đường. Về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát hoàng khen người hoàng chim ngưỡng vái lại hoàng xưng danh hiệu hoàng cúng dường. Nhận đến vẻ cắn tâm sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát thời người đó sẽ được một trăm lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trường gia tứ pha nguyện này bằng thu sư lời trải qua băng khả thuyết băng khả thuyết kiếm lao xa về trước tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm mồn vì trường gia tứ. Lúc đó trong đời có đứa Phật hiểu là sư tử phấn thân cụ tung vàng hạnh Như Lai trường gia tư thấy đứng phần tương mà con đem nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi đứng Phật tu hành nguyện gì. Mà đang to đẹp như thế khi ấy đến sư tử phấn thân cụ tung vạn hành Như Lai bảo trưởng gia tư rằng mua chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua. Trong một thời gian lâu xa độ quá ta ca chúng sinh bị khổng khổ này văn thù sư lời trường gia tứ nghe xong liền phá nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể cười thiên ở đời sau. Tôi vì nhân chúng sanh tôi khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo bởi ở trường đức Phật.
Chư tử quán tâm cô thông vang hàng Như Lai ngài làm nguyện rộng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ư vô số bấn cả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà là một nữ cơ mẹ lại thua bắn cả tư nghị vô số kim về trướng lông đó có đứa Phật hiểu là giác hoa đinh từ tại vườn Như Lai đứng Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ứng vô số kim. Trong thời tướng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chưa phước sâu dày, mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúng nằm ngồi, chư thiên thường theo hồ về. Bà mẹ của người cương mê tín tà đạo, thường kinh ký ngôi tam bảo thoái, mặn dầu thanh nữ đêm nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiên. Nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu, bà ấy trên thần hồn xa đọa vào vô gian địa ngục. Lúc đó thanh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quá, liệu chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường ăn. Thành nữ bèn bán nhà đắng xăm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tham thờ đưa Phật gia hoa định từ tài vương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đường hoa giáng hoa đình từ tại vương, đắm vẻ oai dung đủ cánh tôn nghiêm. Thanh nữ chim bái tường của đức Phật lại càng sanh lòng kinh ngưỡng, từ nghĩ thầm rằng đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ, nếu đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghe đến đó thánh nữ buồn tuổi rơi lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thánh nữ đường khóc kia, thôi đừng có vì ai qua lắm nay ta sẽ bao cho người biên. Chỗ của mẹ người thanh nữ chấp tay hướng lên hư không mà vãi rằng đứng thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi. Như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thá sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là đức Phật quá cơ gia hoa đình từ tại vương Như Lai mà người đứng chim bái đó thấy. Người thường rõ nhớ mẹ trôi hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bao thanh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mấy đều bị tổn thương.
Những người đứng bên vội vàng đã dậy mộng láng sao thanh nữ mới tỉnh lại rồi bành cùng trên hư không rằng cuối xin đứng phần xót thương báo ngay cho rõ chỗ thánh sanh của mẹ con. Này thần tâm của con sầm chân mắng đơ gia hoa định từ tài vương Như Lai bao thánh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng nghi tướng danh hiệu của ta. Thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ ngươi lễ phần sống thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thanh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu. Vua Giang Hoa Đình từ tại vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến mong bờ biển kia nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều thu giữ thân thế toàn bằng sắt. Mày nhảy bên mặn biển chảy rảo bên này xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thuở chìm thoáng nổi ở trong biển bị cạn tu giữ dành nhau ăn thịt. Lại thầy quý giá khóa hình thù đều là lùng hoàng nhiều tay nhiều mắng nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa những người tôi gần thu dữ rồi quỷ lại chập bắn người tội. Xung quanh đau chân người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thanh nữ nhờ nương xứng niệm phong nên tự nhiên không kinh sợ có mộng vì quý vương tên là Vô Đồng. Đến cuối đầu nghìn tiếng hỏi thánh nữ rằng hãy thái Bồ Tát ngài có duyên thứ gì đến chốn này. Thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào. Quý vương Võ Đông Nam rằng đây là từng biển thứ nhân ở phía tây núi Đại Thiết Phi. Thánh nữ hỏi rằng tôi nghe trong núi Thiết Phi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Đập Đam rằng thiệt có địa ngục. Thánh nữ ơi rằng ấy tôi làm sao để được đến chốn địa ngục ở đó? Vô Đồng Đam rằng nếu không phải chướng ngoại thần cần phải do nghiệp lẫn ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong miệng này sôi sùng sùng như thế và có những người tôi cùng với các tu dự Vô Độc Đam rằng những người tôi trong biển này là những kẻ tạo án ở cõi diêm phù đề mới chết trong khoảng 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớ cô nàng cho lúc xong kẻ đó lại không làm. Đường nhân lành nào cả vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục tự nhiên họ phải lội qua biển này.
Cánh biển này mười muôn gió tuần về phía đông, lại có một cái biển những sự thông khổ trong biển đó sám bồi ơn. Biển này phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thông khổ trong đó càng trôi hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám với rằng đồng gọi là biển nghiệp chính là ba cái biển này. Bài thánh lại hỏi quý vương vô đông rằng địa ngục ở đâu. Vô đông đám rằng trong ba cái biển đó đều là địa ngục nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bờ kê đó có 500 chỗ đủ không lường. Sự khổ sở bừng kê nửa có đến 1000 cũng đầy không lường sự thông khôn. Thành nợ lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới quốc gần đây không rõ, thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quý vương hỏi thánh nữ rằng thân màu của Bồ Tát khi còn sống quyền làm những nghiêm gì. Thanh nữ đám rằng thân máu của tôi mê tín tà đạo kinh chê ngôi tam bảo hoàng có lung tam thời tinh chánh pháp xong rồi chẳng kính dầu quốc không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu. Vô đồng hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì. Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi là Thi La Thiền Kiên, thân mẫu tôi hiểu là duyên đế lợi. Vô đạo chấm tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa tội nữ duyên đế lợi. Đưa sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi, nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phương lành cúng dường chùa tham. Thờ đứng giá hoa đình từ tại vương Như Lai chẳng phải chi riêng thân màu của Bồ Tát đang thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui về đồng đằng tháng sanh cam. Nói xong quý vương chấm tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ dường chim bao chợt tin rõ biết việc đó rồi bèn đổi trưa pháp tương của Đức Giang Hoa Đình từ tại vương Như Lai mà phán thề nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay nhận đến đời vì là những chúng sanh mang phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường giải thoát. Đức Phật báo ngài văn tù sư lời rằng quý vương vô đồng trưởng đó nay chính ông tài thú Bồ Tát còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện.
phần thần tập hồi pháp thứ hai hóa thân cùng quyên thừa lùng đó phân thân địa tạng bồ tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ứng bấn cả tư bấn cả nghìn bấn khả lượng bấn khả thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi do nhờ thần lực của Như Lai phần thân đó hiểm vời nhưng chúng đã đường dài thoáng ra khỏi chọn nghiệm đạo ở mười phương cũng đều đông đến cho nghìn muôn ứng na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường phật nhân chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ địa tạng bồ tát giao hoa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh gia trong không còn thôi chuyện nhưng chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặn trong vòng sanh tử trong sâu đường chiều những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng nhớ nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên ta cả đều chứng được nào quá đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đạo lời lòng họ vui mừng hơn chim ngưỡng đứng Như Lai mắng nhìn mãi không rời đứng Như Lai an ủi quỷ tháng bây giờ để tôn giờ tay sáng vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ứng bơ khả tư bấn khả nghi bấn khả lượng bơ khả thuyết vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời an ngũ trượt và hòa nhưng chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ tà về chánh nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác muôn đồ chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân lầm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lèn nghe pha của ta thời liền tinh nhận hoàng có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quá hoàng có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tinh ngưỡng mộ ta vâng ra nhiều thần đó thoa những hàng chúng sanh mỗi mỗi sai càng như thế hoàng hiện ra thân trai hoàng hiện ra thân gái hoàng hiện ra thân trời rồng hoàng hiện ra thân quế thần hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối làm lợi ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoát hoàng hiện ra thân thiện đế hoàng hiện ra thân trời phạm vương hoàng hiện ra thân vua chuyến luân hoàng hiện ra thân quốc vương hoàng hiện ra thân cư sĩ hoàng hiện ra thân tế phụ hoàng hiện ra thân khán hàng quan thuộc hoàng hiện ra thân tỳ kheo ni ưu bà tăng ưu bà di
nhân đến hiện ra những thân thân vạn là hán binh chi phần và bồ tát để hoa độ chúng sanh, chớ chẳng phải chỉ có thân phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa tạng ông xem ta đã trải qua bao số kiếm nhọc nhằn đo thoáng, nhưng chúng sanh khán cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thông khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này. Đền luận Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ gầm, và đưa Đức Phật thọ ký bây giờ những hoa thân Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chúng lại một hình. Trời lễ thương cảm mà bành cung đứng phân rằng, từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ Đức Thế Tôn tìm đồ chân diệu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn đầy đủ trí huệ rộng lớn. Còn phân hiện thân hình ra có cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ứng thần, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ứng người, làm cho quy kính ngôi tam bảo coi hắn vòng sanh tướng vui niên bàn. Nhưng chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, hoàn chỉ bằng chừng mấy lòng tóc con đều đo thoáng lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cuối mong được Như Lai trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắm. Cuối mong được Như Lai trở về những chúng sanh a nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng Đức Phật ba lần như thế lúc ấy, Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện từ kiếp lâu xa đến nay, thường phá nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh. Xong rồi thời ông liền chứng qua Bồ Đề. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên Phẩm Thứ Ba Phật Mẫu Thứ Hồi Lúc Đó Đức Phật Mẫu Là Bà Ma Gia Phu Nhân Chấp Tay Cùng Kính Mà Hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù, đề ta nghiệm sai cả cam thọ qua báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quân đồ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không địa ngục hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ
nhân hoàng nơi phần pháp nơi thời không phân pháp nhân đến bậc thanh văn và bính chi Phật vân vân. Cùng sai cá như thế chớ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai cá khỏi đâu bà ma gia phu nhân lại bành cùng Bồ Tát rằng tôi muốn nghe tội báo trong mong ngài lòng nghe nhận lấy tôi sẽ lường nói việc đó thân mau bành rằng xin thân giá nói cho Bồ Tát lửa phương bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mau rằng danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ưng kim. Không lúc nào mà ra khỏi đường như có chúng sanh nào có lòng ác mà thân phận bị thương chay máu kinh chê ngồi tạm ba chánh kinh kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ơ kiếp không khi nào ra khỏi đường. Hoàng có chúng sanh xâm tổn vô thường trụ phạm tăng ni hoàng tử tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoàng di hoàng ai như chúng sanh đó phải đọa vào vô gian địa ngục. Trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường như có chúng sanh gia làm thầy sa môn kỳ tha tâm chẳng phải sa môn làm dùng của thường trụ trai phạm giới luật gàn gấm hàng bành y. Bao nhiêu điều tội ác người như thế phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào mong ra thôi đưa hoàng coi chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy mồ và kẻ đó phải đọa vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thanh mẫu nếu có chúng sanh nào phạm nhưng tội như trên đó thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khổ chừng quán một niệm cũng không được bà ma gia phu nhân lại bành cùng Địa Tạng Bồ Tát thế nào gọi là vô gián địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiên Vi lớn có 18 chỗ thư kê đó 500 chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau thư kê lại có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó giam vòng ngục thành hơn 80 dâm thành đó thuần bằng xa cao đến muôn muôn dâm lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác.
Riêng có Bồ Sơ Ngưu tên là Vô Gián Ngùng này châu vi một muôn tam nghìn dặm tường ngô cao một nghìn dặm toàn bằng sang cá lửa cháy hừng hở suốt trên xuống dưới trên tường ngục răng sáng cho sắc phùng lửa đuổi nhau. Chạy bên này sang bên kia trong ngộ có giường rộng khắp muôn dặm một người thọ tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường đến nghìn muôn người thọ tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm bởi như thế lại những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quy và xoa cùng với loài an quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng. Mong tài cơn như đồng móng ruộng bằng chàng lại có quý và xoa khá cầm chía lớn bằng sáng đâm vào mình người tôi hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi. Lên trên không lấy chi ứng lấy để lại trên giường lại có diệu hầu bằng sang bố măng người tội lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đó khắp trong thân. Thề đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tội nước đồng đó vào miệng dây sang nông đó quăng lấy thân người tội một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cam lấy như thế trải qua ứng kiếp không lúc nào mong ra khỏi đưa lúc thế giới này hư hoài thời sanh nhờ qua địa ngục về thế giới ca lùng thịt giới càng đó hư hoài thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi càng đó hư hoài thời cũng xoay vân sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong thời sanh trở về thế giới này nhưng sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián năm điều đó là những gì? Một cõi nhân trong đó chiều có ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngơ nên gọi là vô gián hai một người tôi thân đầy chật cá ngục nhiều người tôi môi môi. Thần cũng đều đầy chặt cá ngục nên gọi là vô gián ba những khi cô đề hành hình tôi nhớ như chia ba gầy diệu hầu răng soi cho cõi già cõi sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi. Lười sáng dây sáng lừa sáng ngừa sáng giá sống niềng đầu nước sáng nông rưới thân đôi thời ăn hoàng sắc nông khát thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim. Nhưng sư khổ sở nói nhau luôn không mồ dây ngừng nên gọi là vô gián bốn không luân là trai hay gái mượn mang mọi đời già trẻ sang hẹn hoặc là rồng là trời hoặc là thân là quý.
Hề gây tội ác theo đó mà cảm lấy ta ca đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. Năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đặng. Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Thứ Thánh Mẫu rằng nói sơ lương về địa ngục vô gián như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cụ đề hành tôi cùng những sự thông khổ trong địa ngục đó giờ nên xuống mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong không xiên lo rầu mà chắp tay đánh lễ Bồ Tát mà lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm thứ tư Bồ Tát vâng chỉ lúc đó Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng bạn đờ thế tôn con đường sơ hoài thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ư thế giới để cứu vớ tất cả chúng sinh bị nghiêm bao. Nếu không nhờ sơn đại từ của Đức Như Lai thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đặng đó thoát sinh văn bàn Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn chớ lo, bây giờ Đức Phật báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng những chúng sanh mà chưa được giải thoát tánh thức của nó không định hệ quyền làm dư thời kế thành nghiệm bao dư con quyền làm lành thời kênh thành quá bao lành làm lành cùng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra lắng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngưng ngân. Mê làm chương năng trai đến kiếp số nhiều như vi trần vi như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắc vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Trôn đã làm nguyện trái qua nhiều kiếm phá thế rộng lớn đồ anh ca chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoài khi Đức Phật dạy lời như thế xong. Trong phạm môi có vị Đại Bồ Tát hiệu là Định Từ Tại vương ra bánh cùng Đức Phật rằng bành Đức Thế Tôn từ nhiều kiếm đến nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay đưa Đức Thế Tôn ân cần người khen như thế mong đường Thế Tôn lượng nói cho bây giờ đừng Thế Tôn bao ngày định từ tại vương Bồ Tát lắng nghe
Phải kẻ suy xét đó ta sẽ vì ông mà giải bày rõ ràng. Ông vua nữ lân cận vô lượng vô số na do ta bấm khá thuyết kim về thua trưởng lúc đó có đứng phần ra đời. Hiểu là như thiết kế thành tựu như lai ứng tung chánh biên thì minh hành tung thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phần thế tôn. Đừng phần đo thọ sáu muôn kiếp khi ngài chưa xuất gia thời ngài làm vua một nước nhỏ kia kênh bàn cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hàng mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương chương để dẫn diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sớm thành phần. Sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa một ông phán nguyện như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đắm an vui chứng quả bồ đề thời tôi nguyện chưa chịu thành phần. Đừng quán bao ngài định từ tại vương Bồ Tát ông vô pha nguyện sớm thành phần đó chính là đức như tiên tri thành tựu như lai còn ông vua pháp nguyện độ chưa hết những chúng sinh tội không. Thời chưa chịu nguyện thành phấn đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy quan mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thua trưởng có đức phận ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đừng vần đo thọ 40 kiếp trong thời mạng pháp có một vị là hạng phước đứng cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người. Là hán gặp một người nữ tên là Quang Mông, nàng này sanh sữa đồ ăn cúng dường là hán. Là hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quang Mông thưa rằng ngài thân máu tôi phước tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứ vơ thân máu tôi chẳng rõ thân máu tôi tha sanh vào đường nào. Là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang. Thời thầy ba mẹ của Quang Mông đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở. Là nói Quang Mông rằng thân máu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế. Hoàng Mộng thưa rằng ngài còn sống thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tình đêm số cá tranh của người đã ăn thời đến hơn nghìn mùa sinh tồn gia thương xó chỉ dạy phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tôi là xót thương bền dài phương trước ngài khuyên Quang Mục rằng
người phải đem lòng chỉ thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa một Như Lai và Vế Đàm hình tương đứng phần thời kẻ còn cùng người mong đều đưa phước lợi quang mùng nghe xong liền xuất tiền quang. Hòa thượng Phật Ma Tha cũng nàng lại đem lòng cung kính không thang chim ngưỡng đánh lệ thượng Phật đem đó nàng chim ba thấy thân của Đức Phật sáng vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Được hòa phong ánh sáng mà bao quang mung rằng chẳng bao lâu đầy thân mẫu người sẽ thắng sanh vào trong nhà của người khi vừa biết nói lắm thời liền biết nói. Sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biết nói trẻ đó buồn khóc mà nói với quan mùng rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tứ phải tự lãnh lấy quả báo tôi là mẹ của người. Lâu nay ở chốn tôi tâm từ khi bên biển người tôi phải đọa vào đại địa ngục nhờ phước lực của người nên nay được họ sanh làm kẻ hà tiện lại thêm số mạng ngắn ngủi năm 13 tuổi đây sẽ đọa vào địa ngục nương. Người có phương thế gì làm cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ xa nghe đứa trẻ nói quang mùng bia chẳng là mẹ mình nàng nghẹn ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng đã là mẹ của tôi thời phải tự biết tội của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đáp rằng do hai nghiệp giết hại vật để che bài mắng giết mà có bao không. Nếu không nhờ phương đức của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được hòa phố quang mông hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao. Đưa trẻ đám rằng những việc tôi có nói ra càng bấn nhẫn giàu đến trăm nghìn năm cũng không thuần hơn được quan một nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng giữa hư không rằng nguyện cho thân máu tôi khỏi hẳn địa ngục khi mãn 13 tuổi không còn có trong tôi cũng không còn đọa vào an đạo nữa xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân máu tôi khỏi hắn chôn tam đồ bà an hà tiếng cùng thân gái cùng kiếp không còn thò nhìn qua bao sau đó nữa tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh liền hoa mục Như Lai mà phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ứng kim. Trong nhân thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi khổ nơi địa ngục cùng ban đạo tôi nguyện cứ vợ chúng sanh đó làm cho tất cả đều qua khỏi chốn ngắn đạo. Địa ngục sống sanh và ngã quỷ vân vân những kẻ mà phải tội bao như thế thành
thành phân cá rồi vậy sao tôi mới thành bờ chánh giác quang mồ quan nguyện đó xong. Liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh liên hoa mộng như lá dây rằng này quan mục nhà ngươi đấng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyên rộng lớn như thế thật là hay lắm. Hà quan xa thấy mẹ nhà ngươi lung mãn 13 tuổi khi bỏ báo thân này sẽ tha sanh làm người phạm chi sống lâu 100 tuổi sau đó vãng sanh về cõi nước vô ước sống lâu đến cho không thể tính kể sau đó sẽ thành phần độ nhiều hạng người. Trời so rộng như số ca sông hàng đơ vàng ba ngày định tơ tái vương Bồ Tát rằng vì là hán phơ lanh độ quang một thòa đó chính là vô tận ý Bồ Tát. Thần mô của quang mùng là ngài giải thoát Bồ Tát, còn quang mùng thời là ngài địa tạng Bồ Tát. Đây vậy trong nhiều kiếm lâu xa về trước ngài có lòng tự mẫn phán ra hằng hà xa số lời thề nguyện. Đồ khâm chúng sanh như thế trong đời sao như có chúng sanh không làm lành mà làm ác nhân đến kẻ chẳng tin luật nhân quả kẻ ta dâm vọng ngữ kẻ lưỡng thiện ăn khâu kẻ hủy bán đại thường. Nhưng chúng sanh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đọa vào ẩn đạo nếu gắm đường hàng thiên tri thức khuyên ba quỷ với ngài Địa Tạng Bồ Tát chừng trong khoan khai mong tay. Nhưng chúng sanh đó liền đặng thoát khỏi ba phố nơi ba ăn đạo nếu người nào có thể quy kính và chiêm ngưỡng đảnh lễ người kiêm cùng dưng cung những y phụng đồ ăn và cuốn các thư trần bao. Thời người đó trong 100.000 muôn ứng kiếp sao thường nghe coi trời hương thọ sự vui tăng nhiều hòa lung phước trời hên sanh xuống chốn nhân gian quân còn thường làm vị đế vương trong 100.000 kiếp. Lại nhớ được cội ngàn nhân quá trong càng đời trước của mình này định từ tại vương ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức ngoài thần đơn lớn không thể nghĩ bàn nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông nhân bừng Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này họ tuyên truyền lưu bố rộng ra ngay đến từ tại vương bánh đưa phận rằng bánh đưa thế tôn xin phận chớ lo nghìn muôn ứng đại Bồ Tát chúng con. Đều có thế nương ngoài thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề để cho lời in chúng sanh ngài định từ tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong. Bèn cùng kinh chấm tay lê phần mà lùi ra tứ thiên vương hỏi phần bây giờ bốn ông thiên vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy cùng kinh chấm tay mà bệnh cùng đức phật rằng
Phật Đức Thế Tôn Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếm lâu xa nhân lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết? Ngài lại còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ Đức Phật ba bốn vị thiên vương rằng hay thay hay thay nay vì muốn được sự lời cho chúng sanh. Ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và về lại mà nói những sự phương tiện của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong đường sanh tử nơi diêm phù đề ở ta bà thế giới này. Vì lòng từ mẫn thương xót mà cứu mơ độ thòa tăng ca chúng sanh mang phải tội khổ, bốn ông thiên vương bành rằng vâng bành Đức Thế Tôn, chúng con muốn được nghe phương tiện giáo hoan. Trời vương ba bốn ông thiên vương rằng từ kiếm lâu xa nhận đến ngày nay, Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoa chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, Ngài thương xót chúng sanh mang tội khổ đời này. Lời quan sát vô lượng kiếp về sao tội khổ cứ lấy dây mãi không dứt, vì lẽ đó nên Ngài lại phát ra lời trọng nguyện Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi diêm phù đề nơi thế giới ta bằng. Dùng trăm nghìn muôn ngữ phương chưa để giáo hóa chúng sanh này, bốn ông thiên vương Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sáng hai loài sanh và thời dạy rõ qua bao vi ương lụy đời trước mà phải bị chân yêu. Nếu gặp kẻ trộm ma cấm thời Ngài dạy rõ qua báo nghèo khốn khổ sợ, nếu gặp kẻ tà dâm thời Ngài dạy rõ qua báo làm chim xe xe bồ câu uyên ương, nếu gặp kẻ nói lời thô ăn thời Ngài dạy rõ quá bao uyên thua kinh chống nhau, nếu gầm kế hay kinh chế thời Ngài dạy rõ quá báo không lưỡi miệng lỡ, nếu gầm kế nóng giận thời Ngài dạy rõ quá báo thân hình sâu xí tàn tần. Nếu gầm kê bón xén thời Ngài dạy ra quá báo cầu muốn không được toại nguyện, nếu gầm kê buồn lùng săn bắn thời Ngài dạy ra quả báo kinh hải điên cuồng mất mang. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ thời Ngài dạy ra qua báo trời đấng tru lòng, nếu gặp kẻ đốn núi rừng có cây thời Ngài dạy ra qua báo cuồng mê đến chân. Nếu gặp cha ghế mẹ ghế ăn ở động thời Ngài dạy ra qua báo tha sanh trở lại hiện đời bị roi vọt, nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non thời Ngài dạy ra quá báo cô nhu chia lìa, nếu gặp kẻ huy bán tam bảo thời Ngài dạy ra quá báo đuôi đĩa cầm nồng, nếu gặp kẻ kinh chê già pha thời Ngài dạy ra quá báo ơ mai trong an đạo, nếu gặp kẻ làm phá của thượng trụ thời Ngài dạy rõ quá báo ức kim luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hành thân
lửa sôi hay lửa chém chẳng giết hại sinh vật. Thời ngày dài ra quá bao vòi luân hồi thường mang lớn nhau nêu gầm kề pha giới phàm trai. Thời ngày dài ra quá bao cầm thu đôi càng nêu gầm kề phung phi pha tồn của cái một cách phi ly. Thời ngày dài ra qua báo tiêu dùng thiếu hụt nêu gầm kẻ tao ta kêu màn công cao. Thời ngày dài ra qua báo hèn hạ bị người sai khiến nêu gầm kẻ đâm chồng gây gỗ. Thời ngày dài ra qua báo không lưới hay trăm lưới nêu gầm kê ta kiến mê tinh. Thời ngày dài ra qua báo thọ săn vào chôn héo lăn nhưng chúng sinh trong coi diêm phù đề từ nơi thân cầu y tạo a kênh qua trăm nghìn muôn sự bao ứng như thế. Này chỉ nói sơ lượng đó thôi nhưng nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế. Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương chương để giáo hóa đó những chúng sanh ấy trước vài chiều nay càng hòa bao như thế. Sau lại đo vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bừng hồ về người cùng bao trở coi nướng chờ để những nghiệp chương đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bồn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở chăm tay lễ phần mà lùi ra kinh Địa Tạng Bồ Tát. Bốn nguyện quyển thường hết bốn nguyện Địa Tạng đao lời thiên cung. Thần thông hiền hóa độ quận mong đời ngũ trượt khó thông chúng sanh càng cường hàm vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện danh hiệu của địa ngục phẩm thứ năm. Phổ Hiền hàng hỏi lúc mà đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thưa nhân giả sinh ngài vì trời đồng ban bố và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là cho thọ báo của hạng chúng sanh bề tội khổ ở trong cõi ta bà cùng diêm phù đề này và nói những sự về qua báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mạn pháp về sau này biết rõ những quả bao đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nam rằng thưa nhân giả này tôi nương ngoại thần của Đức Phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sư về tội báo và an báo danh hiệu của địa ngục thứ nhân giả phương đông của
Diêm Bồ Đề. Có dạy nuôi tên là Thiết Phi, dạy nuôi đó tôi thầm không có ánh sáng của mặt trời. Mặt trăng trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giang, lại có địa ngục tên là Phi Đạo, lại có địa ngục tên là Hóa Tiên, lại có địa ngục tên là Giám Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiên Xa, lại có địa ngục tên là Thiên Sàng, lại có địa ngục tên là Thiên Ngương, lại có địa ngục tên là Thiên Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhân, lại có địa ngục tên là Thiên Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Báo Trù, lại có địa ngục tên là Lưu Hóa, lại có địa ngục tên là Canh Thiền, lại có địa ngục tên là Tóa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cương, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiên Hoàng, lại có địa ngục tên là Tránh Luận, lại có địa ngục tên là Thiên Tù, lại có địa ngục tên là Đa Sơn, ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Phi có những địa ngục như thế số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiều Hoán, địa ngục Bạn Thiệt, địa ngục Phân Yêu, địa ngục Đông Phá, địa ngục Hóa Thượng, địa ngục Hóa Câu, địa ngục Hóa Mã, địa ngục Hóa Ngưu, địa ngục Hóa Sơn, địa ngục Hóa Thành, địa ngục Hóa Sàng, địa ngục Hóa Lương, địa ngục Hóa Hưng, địa ngục Cư Nhà, địa ngục Bán Bì, địa ngục Âm Huyết, địa ngục Thiêu Phú, địa ngục Thiêu Cương, địa ngục Đạo Thánh, địa ngục Hóa Ốc, địa ngục Thiên Ông, địa ngục Hóa Lan, những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ hoặc một hoặc hai hoặc ba hoặc bốn, nhân đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với ngài Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đó đều là do chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác, mà tùy nghiệp chịu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sanh với núi tu gì, có thể sâu giường biển cam, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều quay nhỏ mà cho là không tội, sau khi trên đều có quả báo, giàu đến mấy muôn đều
rằng như cha với con mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khẳng đường, dầu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Này tôi nương ngoài lực của Đức Phật mà nói sơ lược những sự tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nam rằng dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ăn đào rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tăng ca. Chúng sanh có tâm hành á trong đời mà pháp sau này nghe đường lời dạy của nhân gia mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật. Tôi báo trong địa ngục ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng thưa nhân gia, những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưới người tội ra mà cho trao cài trên đó, hoặc có địa ngục mỗi tim người tội để cho quý nhà tòa ăn, hoặc có địa ngục và châu sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đó con đồng cháy đó rồi băng người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bừng lửa lớn bay tắm vào người tội, hoặc có địa ngục toàn ca thuần là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phân tiêu, hoặc có địa ngục lao ngay trong sáng, hoặc địa ngục đắm nhiều dạo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đầm vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rằng sắm quân căng, hoặc có địa ngục xua đuổi cho sắm, hoặc có địa ngục đông ít lừa sắm. Nhường ra những quả báo như thế trong mỗi ngồi ngục có trăm nghìn thư khí cụ để hành hình đều là bằng đồng, bằng sáng, bằng đá, bằng lửa, bốn loại khí cụ này do các hành nghiệm quay của các chúng sanh mà cảm vời ra. Nếu tôi thuần rõ cả những sự về tôi báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thư khổ sao, chỉ là nhiều ngục này tôi nương xứng ngoài tầm của Đức Phật. Và vì nhân giả hỏi mà nói sơ lược như thế, nếu nói rõ cả thời kim cũng nói không hết. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện Như Lai tán thán: Phạm thư xa phận phóng qua nhận ba lũng đó, khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra hành sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ưng hằng hà sa, coi nửa của chư Phật trong ánh sáng đó vang ra tiếng lớn bao. Sao ca coi nửa của chư Phật rằng tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rộng quý thần vân vân lòng nghe, hôm nay ta khen người rao bài những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế.
hiện ra sơ từ bi hoài thần không thể nghĩ bàn để tự giúp thế cha tội khổ chúng sanh sau khi ta diện độ đời hàng Bồ Tát Đại Sĩ Căn Ông. Cùng với trời rộng quê thần văn vang nên dùng nhiều phương trước để gìn giữ kinh này làm cho tất cả mọi loài chúng sanh đẹp khỏi tất cả sự khổ mà chứng căn vui niệm bằng. Phổ Quang Thứ Tịnh nói lời ấy xong trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quang cũng kính chấp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Con này nghe Đức Thế Tôn người khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có đứng ngoài thần rộng lớn không thể nghi bàn như thế trong mong Đức Như Lai lại vì những chúng sanh trong thời ma pháp sau này. Mà thuyền nói các sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người làm cho hàng trời rộng ban bố và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bây giờ đứng Thế Tôn bao ngài Phổ Quang Bồ Tát cùng trong cử chúng rằng lắng nghe ta sẽ vì các ông nói lường về những sự vương đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Làm lợi ích cho người cùng trời ngài Phổ Quang ban vân rằng vân ban đứng Thế Tôn chúng con xin ham muốn nghe phần dạy sự lợi ích đức vân bao ngài Phổ Quang Bồ Tát. Trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát hoặc là chấp tài hoàng là người khen hoặc là đánh lễ hoặc là luyến mộ người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phổ Quang như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào hoặc là hòa vế hình tương của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng. Một lần đánh lễ người đó sẽ được thắng lên cõi trời đáo lợi 100 lần không còn phải vì xa đọa vào an đạo nữa vì dầu ngày kia mưa trời đã ấn mà sanh xuống nhân gian cũng vẫn làm vì quân vương. Không hề mất sự lợi lớn khỏi nữ thân như có người nữ nào nhàm chán thần gái hết lòng cung dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát. Và những tướng cân bằng đấng đã kêu sơn đồng xa phấn vân ngày ngày thường đêm hoa hương đồ ăn đồ nghi phụng gấm lụa tràn khoan tiền vàng vần báo vần vần cũng vừa như thế mãi không thôi người thiện nữ đó sau khi mang một thân gái hiện tại tới đến trăm nghìn muôn kiếp còn không sanh vào coi nữa có người nữ huống nữa là thọ thân gái. Cứ khi bị lòng tự phá nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh nương nơi phước cúng dường Địa Tạng Bồ
tàng và chớ còn đứng đó trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữa lại nữa. Thân trình đêm lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, nếu có người nữ nào chẳng thân xấu thi và nhiều bình tường đến nơi trước tường của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Chí Tâm, chìm ngựa đánh lễ dừng cao quang mòn bữa ăn người nữ đó trong nghìn vạn kiếm thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ sao chỉ ra nếu không nhàn thân gái thời trăm nghìn muôn ứng đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi dòng dõi nhà quan lớn cùng con gái các vị đại trường gia tướng mà đoan trang xinh đẹp. Do vì có lòng chí thánh chiêm ngưỡng đánh lên tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đặng phước như thế quý thần hộ về lại nữa này vô quang. Như có người thiên nam người thiên nữ nào có thể đối chưa tướng của Địa Tạng Bồ Tát mà trôi ca thứ ký nhàn ngâm ca thiên người dùng hương hoa cúng dường cho đến khi hoa được một người hay nhiều người những hàng người đó trong đời hiện tại cùng có vì lại sao thường đưa trăm nghìn vị quý thần ngày đêm theo hồ về còn không cho những việc hung dữ đến tai người đó huống là để cho người đó phải chịu căng tai và bất ngờ. Kinh chê mắng tội lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát, trong đời sao như có người an và an thần an quý nào thay kẻ tiền nam người tiền nữ quy y cùng tinh cung dường ơi khen chim ngưỡng đánh lên tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh kinh chê là không có công đức cùng không có sự lợi ích. Hoàng nhắn rắn ra cười hoàng chê sau lưng hay chê trước mặt, hoàng khuyên bao người ca cũng chê, hoàng khuyên bao một người cùng chê. Hai nhiều người cũng chê cho đến sanh lòng chê bai trong chừng môn niềm thời, nhưng kẻ như thế đến sau khi một nghìn đứng phận trong hiền kim. Nhằm về cá bị tội bao kinh chê nên còn ở trong đi ngùng à, vì chiều tôi khổ rất nặng qua khói hiền kim này mới được họ thân ngà quý. Rồi mai đến một nghìn kiếp xa mới thọ thân xuất sanh lại và trải qua đến một nghìn kiếp nữa mới đặng sanh làm người giàu được làm người. Nhưng ở vào án bần cùng em ha tất nguyện thiếu sớ ai bị những nghiệp á ràng buông vào thân không bao lâu phải xa đọa vào án đạo nương. Này Phổ Quang kinh chê người khác cung dường mà con má vai tội ba câu khổ như thế huống nữa là từ sanh á kiến mà kinh chê phá diệt tiêu tội chương lại nữa này Phổ Quang Bồ Tát.
trong đời sao như có người nam người nữ nào đâu nằm liệt mái trên giường gối cầu sống hay mua chết cũng đều không được hoặc đêm nằm chim bao. Hãy quỳ giữ cho đến khi thân thánh trong nhà hoàng thấy đi trên đường nguy hiểm hoàng bị bóng đè hoặc với quý thần cùng đi. Trải qua nhiều tháng nhiều năm đến đôi thanh bệnh la bệnh bại trong dân ngủ kêu rêu thê thảm sầu khổ đây đều bị nơi nghiệp đạo luân đối chưa quyến định làm. Kinh này rộng nên hoàng là khó trên hoàng là khó lành mắng phạm tồn của cái nam người nữ không thể biện rõ được phiền đó chi phải nên đôi trước tường của chư Phật Bồ Tát. Có tiếng mà đóng tôn kinh này một biến hoặc lấy những món vật riêng của người bình thường ưa tiết như y phùng đồ quý báo nhà cửa ruộng vườn vân vân. Rồi đưa người bệnh cắn tiền lan mà cưỡng lên rằng chúng tôi thánh đó họ đó nay vì người bệnh này đôi trước kinh tường đem những của vật này. Hòa cung dường kinh thừa hoàng tạo hình tượng của văn bồ tát hoặc xây dựng chùa tam hoàng sắm đèn vào tập cúng hoàng cung vào của tượng trung thường lệnh như vậy ba lần để cho người bệnh được nghe biết cha xứ như thần thân của người bệnh đã phân tán đến hơi thở đã chứng thời hoặc là một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày cho đến bảy ngày cứ lớn tiếng thương bệnh như trên và lớn tiếng tụng kinh này sau khi người bệnh đó mang chung thời giàu cho từ trước có tội và nặng nhận đến năm tội vô dáng không đưa thoa khỏi hàng thoa sanh vào đầu cũng thường nhớ biết biên đời trước muôn nữa là người thiện nam người thiện nữ nào từ mình biết chết này. Hoàng bà người biên chế hoàng tử mình đắm về hình tượng của Bồ Tát cho đến bao người càng về đắp người đó khi thọ qua bao chắc đăng nhiều lời lớn. Này vô quang Bồ Tát vì thế tụng kinh này cho đến chỉ trong một niềm người khen kinh này hoặc là có lòng cũng kinh đối với kinh thời ông cần phải dùng. Trăm nghìn phương chưa quyến hoa người đó vang lòng siêng năng chớ đừng thôi thân thời có thể đưa trăm nghìn muôn ứng công đứa không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vì lao tiêu đồ vong lên. Lại nữa này phó quang Bồ Tát như những chúng sinh đời sao hòa trong dân ngũ hoàng trong chim bao thấy các hàng quý thần nhân đến các hình làm. Rồi hoàng buồn ba hoàng khóng lo hoàng rào đi hòa thang thơ hoàng hai hùng hoàng sợ sệt đó đều là vì hoàng cha mẹ con em hoàng chồng vợ. Nguyện luôn trong một đời mười đời hai trăm đời nghìn đời về thua quá khứ bị đoan lang vào an đạo
chưa được ra khỏi, không biết trong bóng vào phương lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ nào, nên mới về mang báo với người có tình con những trong đời trước cầu mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi an đạo này vô quán ông nên dùng sương ngoài thần thiên hàng quyền thuận đó đôi trên tường của chư quán chư bồ tát chi tâm tư đạo kinh này hoàng tính người càng đông đủ số ba biến hòa đến bài biến như bài kệ quyền thuận đường mắt trong đạo kia thi thiên tùng kinh đủ số mây biến đó xong sẽ đằng dài thuộc cho đến trong mười khi mê ngủ không còn thấy hiện về nương khỏi nô lệ lại nơi nữa vô quán như đời sau này có những hàng người hà tiên hoàng ta trai hoàng ta gái nhận ra những kẻ không được quyền tự do do biết là do tội nghiệp đời trước gây ra cần phải sám hối đó thời nên chỉ tâm chiêm ngưỡng đành lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến những người trên đó sau khi mang bao thân hà tiền ở hiện đời trong nghìn muôn đời về sau. Thường sanh và vẫn con quế trong không bao giờ còn phải xa đoà bao ba đường nga có nửa sanh con dễ nuôi lại vậy nửa này Phổ Quang Bồ Tát. Về trong khóa sau này nơi cõi diêm phù đề trong hà sa đế lợi bà la môn trước gia cư sĩ tất cả các hàng người và những dân tông dòng họ gắn như có người nào mới sanh đêm hòa con trai hòa con gái nội trong bảy ngày trăm vị đứa trẻ mới sanh ra đó mà tùng kinh điển không thể nghĩ bàn này lại vì đứa trẻ mà niềm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ một muôn biến đường như vậy thời đưa trẻ hoàng trai hay là gái mới sinh ra đó nếu đời trường nó có gây lấy tội và chi cũng đằng hoa khói cam nó sẽ ăn ổn vui về dễ nuôi lại thêm được sống lâu còn như nó là đứa nương nơi phương lưng mà tộc sanh thời đời nó càng được an vui cùng mà sống lâu hơn ngài thăm trai tụng kinh được phương lại vậy nữa nay phô quang trong mỗi tháng những ngày mùng một mùng tám mười bốn rằm mười tám hăm ba hăm bốn hăm tám hăm chín và ba mươi mười ngày trên đây là ngày mà cái nghiệp tôi kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ tăng cả những cử chỉ đồng niệm của chúng sanh trong cõi nam diêm phù đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi huống nữa là những kẻ buông lung giết hại trộm cắp ta dâm vòng ngữ trăm điều tội lỗi về đời sau nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trai kế trên đây mà có thể đối trơ hình tượng của chư Phật Bồ Tát hiền thánh để đồng tụng kinh này môn biên thời chung quanh cho người đó ở bốn hướng đó
trong khoảng 100 gió tuần không có xảy ra, nhưng việc tai nạn còn chính nhà của người đó, tất cả mọi người hoàng già hoàng trẻ về hiện tại và vì la đến trăm nghìn năm xa khỏi ăn ca ăn đào trong mười ngày trai trên đây, nếu có thể mỗi ngày tùng một biến kinh này. Thời trong đời hiện tại làm cho người trong nhà không phải mắng phải bình tận, bất ngờ đồ ăn mặc dư vật này phổ quang, vì thế nên biết rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có bơ ca thuê trăm nghìn muôn ứng nhân sự hoài thần lần lớn nhiều lời ích cho chúng sanh. Như thế chúng sanh trong cõi diêm phù đề này có nhân duyên lớn với Ngài. Địa Tạng Đại Sư, những chúng sanh đã hoàn được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoàn được thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng ba chữ hai năm chữ trong kinh này. Hoàng một bài kệ hai một câu thề, những người đó ương sứ em vui là thương trong đời hiện tại, trăm nghìn muốn nơi về vì lại thường đưa phán sân vào nhà tôn quý thân hình xinh đẹp. Danh hiệu của kinh khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bài, người khen Ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, Ngài Phổ Quang Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bằng cung Đức Phật rằng: Bạn được Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực, không thể nghĩ bạn như thế rồi. Sau nay vì mua những chúng sanh trong đời sau này, do biết ca sơ lợi ích đó nên con mới bàn nói cùng Đức Như Lai, vẫn có xin cùng kính tin nhân lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì? Và định cho con lưu bố thế nào? Đức Phật bao ngài Phổ Quang kinh này có ba danh hiệu: một là Địa Tạng Bồ Tát, bốn nguyên kinh cũng gọi là Địa Tạng, bốn hành kinh đây là tên thứ hai cùng gọi là Địa Tạng, bốn thể lực kinh đây là tên thứ ba. Do vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếm lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn, làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên cao phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, Ngài Phổ Quang Bồ Tát kinh chiều chắp tay cung kinh lệ Phật lùi ra, kinh Địa Tạng Bồ Tát bồn nguyện lời ích ca kẻ con người mân phẩm thứ bảy quyền tu thắng đạo. Lùng đà Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bánh cùng Đức Phật rằng: Bạn Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi diêm phù sanh tâm đồng niệm, không chi là chẳng phải tội. Nếu làm những việc về pháp trở lại lành phần nhiều thôi, thấm tâm tốt ban đầu còn, hoặc khi gặp duyên sư bào a chẳng lành lại lần lần thêm lần.
Nhưng hàng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lại càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân đạp lúng lúc sau những người đó hoặc gầm hàng thiên tri thức. Đội dừng đã bớt cho hoàng là đội dừng hết ca, vì hàng thiên tri thức đó to sớm răng khỏe mạnh lại dịu đỡ người ấy, khuyên găng làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu thì ra khỏi buồn lại đến chớ đấng bằng phẳng, rồi thời cần phải sẽ nghĩ đến con đường im sau ấy, đừng có đi vào đó nữa bằng đứng thế tôn. Nhưng chung sanh quen theo thói ban đầu từ mấy mong đôi lần đến nhiều vô lượng tính kỳ, nhưng chúng sanh quen theo thói chẳng lành hay sắm sửa mang chung. Thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tà vừa lành để giúp tiền đồ cho người đó, hoàn xe phán lòng và thấm đèn dầu hoặc chuyến đông tôn kinh hòa cúng dường tượng phần. Cùng hình tượng của cả vị thánh cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, cùng vĩnh chi Phật làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sâm bàn chung. Hoàng là ở nơi bốn cơ nghe biết cứ thêm niệm ma của người đó đã gây tạo suy tính đến quả báo, thời đang lẽ người đó phải bị đoa vào án đạo xong nhờ tân quyên vì người đó. Mà tu nhân duyên thành đạo cho nên cả điều tôi của người đó thấy đều tiêu sạch, như sau khi người đã chết lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành. Thời có thể làm cho người chết đó gọi ăn chốn hang đạo đưa sáng lên cõi trời, hoặc trong loài người hướng lấy nhiều sự rất vui thương mà kế thân quyến hiện tại đó. Cùng được vô lượng điều lợi ích vì lẽ trên đó nên nay con đối chưa được Phật Thế Tôn cùng với hàng trời rồng tam bố chúng người với phi nhân vân vân mà có lời khuyên bao. Nhưng chúng sanh trong cõi diêm phù đề ngài lắm, chúng kẻ thân thuộc phải cẩn thận chờ có duyên hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tê lễ quý thần cầu cúng ma quay. Vì sao thế? Vì viễn diệt hại cho đến thế lễ đó không có một mây muốn chi lợi ích cho người trên cả, chỉ có khen thêm tội duyên của người đó làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Nhờ từ người chánh đau ăn là đời trước hay đời hiện tại, vừa rồi đã chứng đăng phần thanh qua sẽ sanh vào cõi trời gọi người, nhưng vì lúc lâm chung hàng thân cố gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người trên đó mắng lấy ương lụy phải đối biện chậm sanh vào chốn lành. Buồn về là người kia chớ lô sanh tiền chưa từng làm, đưa chúng phương lành đều theo oán nghiệp của họ đã gây ta mà tự phải bị xa đọa vào an đạo. Hàng thân thuộc nào lại làm cho tội nghiệp
người ấy nặng thêm cũng vì như có người từ xứ xa đánh tuyệt lương thực đã ba ngày, đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân. Bọn gầm kê lăng gần lại gửi mong in đồ vật nữa, vì mấy mà người xứ xa đó càng phải khôn khổ nặng nề thêm. Bậc Đức Thế Tôn còn xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù đề. Ở nơi trong gia phá của bà, nếu có thể làm việc vương lành cho đến chân bằng sơi lông gió ngứa bằng một hồn ca một mấy bụi nhỏ, thời tâm ca chúng sanh đó đều tự mình đưa mời in cam. Cường già văn hỏi khi ngài Địa Tạng nói lời đó như à thế, xong trong pháp hội có một vị trương giá tên là Đại Biện. Ông trương giá này từ lâu đã chứng quả vô sanh. Hiền thần thượng gia đê hoa đồ chúng sanh trong mười phương, ông chắp tay cung kính mà thưa hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh là sao khi mang chúng mà hàng quyến thuộc hoặc kế lớn người nhỏ, vì người trên đó mà tu ca công đức cho đến tia trai cung dường. Làm những phương lành thời người chánh đó có đăng lời in la cùng đăng giải thoát chăng kể, còn người mẫn đều được lời ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng gia, nay tôi vì tâm ca chúng sanh trong hiện tại này cùng qua vị lai sao nương nơi hoài thần của Đức Phật mà nói lướt về biển đó. Này ông trương gia, nhìn chúng sanh ở hiện tại ấy vì lai lung sắp mang chúng mà nghe đăng danh hiệu của môn Đức Phật. Danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một vị Bình Chi Phật, thời không luôn là có tội cùng không tội đều được giải thoát căn. Như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không cố tạo phước lành mà lại gây lấy những tội án, sao khi người này mang chung hàng thân quyên kê lân người nhóm. Vì người chết mà tu ta vừa lời làm ta ca việc về thanh đạo, thời trong bấy phần công đức người chết nhờ đắng một phần, còn sau phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cơ tránh đại nên những người thiên nam cùng thiên nữ hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó, nên cố gắng mà tu hành tại đằng hương tròn phân công đức. Còn quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thân hồn vơ vấn mịn mờ chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngày như đêm. Hoàng ngà tại các vị sở đề biện luận về nghị qua khi tâm định xong, thời cứ đi theo niệm mà tỏ lấy qua bát đi đoa vào các ngã đạo thần hồn. Người trên đó khi chưa được thọ sanh ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt nhùng thân quyến tu tạo phương lành để cứu vấn cho.
và gọi 49 ngày tại cứ theo nghiêm mà thọ lại qua bao người chánh đó. Nếu là kẻ có tội thời trải qua trong trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián rồi phải đọa vào ra địa ngục chịu mãi nhưng sơ đau khổ trong nghìn kiếm muôn kiếm lại vậy nữa. Này ông trương giá sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung càng có nhiều thần quyền có làm trái để giúp thêm vỡ lành cho người trên đó. Thời khi sắm sửa chưa rồi cùng trong lúc đương làm chờ có đem nướng gạo lá rào vẫn quăng đó bài ra nơi đấng cho đến cả cứ đồ ăn chưa dừng cũng cho vợ cùng tăng thời chẳng được ăn trướng nếu như ăn trái phép mà không được tinh sân khi lương. Thời người trên đó tròn không được mấy phương nào nếu có kẻ thế kỷ lượng giữ gìn tinh sanh đem dân cúng cho vẫn cùng tăng thời trong bảy phần công đức người cha nương được một phần. Này ông trương gia vì thế nên nhân chúng sanh trong cõi diêm phù sau khi cha mẹ hay người thân quyền chết nếu có thể làm trai cúng dường chỉ tâm cầu khấn thời những người như thế. Kẻ còn là người mơ đều đang lấy ca lúc ngài địa tạng nói lời này tại cung trời đau lời có số nghìn muôn ân na do ta quý thần cõi diêm phù đền. Đều án Bồ Đề Tăng có lượng ông trưởng gia đại biện vui mừng vâng lời dạy làm lễ mà lùi rằng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện các vua Diêm La khen ngợi phẩm thứ tam Diêm La vương cùng quý vương vâng tạm lúc đó trong dãy núi thiếu vì có vô lượng cùng với vô diêm la đồng lên cung trời đã lợi đến chỗ của đức Phật các vị quý vương đó tên là An Đồng quý vương đa An Đồng quý vương đại cánh quý vương bành hộ quý vương huyết hộ quý vương sinh hộ quý vương tán hương quý vương quý thân quý vương điện quang quý vương lang nhà quý vương đàm thú quý vương phù thần quý vương chú ha quý vương chú hòa quý vương chú phước quý vương chú thần quý vương chú tài quý vương chú súc quý vương chú cầm quý vương chú thú quý vương chú mê quý vương chú sáng quý vương chú màng quý vương chú tần quý vương chú hiếm quý vương tam mục quý vương thứ mục quý vương ngũ mục quý vương kỳ lợi thất vương đại kỳ lợi thắng vương kỳ lợi xoa vương đại kỳ lợi xoa vương a na tra vương đại a na tra vương nhân vì đại quý vương như thế vân vân mỗi vị cùng với trăm nghìn tiêu quý vương cả thai ở trong cõi diêm phù đề đều có chư tranh đều có phần chủ trì cản vì quý vương đó cùng với vua diêm la nương sức ngoài thần của đức phật
và oai đức của Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đồng lên đến cung trời đáo lời đứng qua một vua Thiếu Diêm La Bành Phần. Bấy giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng đứng Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quê vương nương xứng oai thần của đấng Phật và oai lần của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được lên đến đại hội nơi cung trời đao lợi này, mà cũng là vì chúng con đang phước lành. Vậy nay chúng con có chung viện nghi ngờ giảm bệnh hoài, Đức Thế Tôn tuổi sinh Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà chỉ dạy cho. Đừng bằng bà vua Diêm La rằng cho phép ông hỏi ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ vua Diêm La chim ngưỡng đánh lệ Đức Thế Tôn và ngon ngoái lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi bạch cùng Đức Phật rằng con xem xét Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong sao đường dùng trăm nghìn phương chướng để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội khổ, Ngài không tự mình nhầm. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể ghi bàn được như thế, nhưng sao hàng chúng sanh vừa đăng qua khói tội báo không bao lâu lại phải bị đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế, nhưng tại vì cớ sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để đường giải thoát mãi mãi. Tôi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con ở phần gian sớ nhân đứng ở phần bảo vua Diêm La rằng chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tâm tình cứng cõi có dài khó sương. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây trong trăm nghìn kiếp đã từng cư vương những chúng sanh đó làm cho sớm được giải thoát, những người bị tội báo cho đang bị đọa vào đường ác lăng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhớ rằng coi không nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đó nhờ biết những công việc ở đời trước, tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kinh nghiệm dư phạm tội nặng nên vừa ra cõi đau rồi trở vào lại làm nhọc cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát phải trải qua nhiều số kim lo lắng để cứu độ chúng non. Vì nhờ có người quan bấm nhà mình đi lang vào con đường hiểm, trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quý và có cùng hầm soi sư tư rắn độc bò cam. Người quên đường đó ở trong đường hiểm chừng dây lắng nữa sẽ bị hại, có mồm vị trí từng hiểu nhiều pháp luận là có thể trừ sư đồng hại đó.
cho nên có thể trừ quý và thoát các loài ăn đồng vân vân cha cảm người quên lãng được kia đường muốn đi thẳng vào con đường hiểm nàng bèn vội báo rằng ô hay này ông kia có duyên sự gì mà vào con đường hiểm nan này ông có pháp tuân là gì có thể ngăn trừ các sự động hay chăng người là đường đó bóng nghe lời hỏi trên mây đó là đường hiểm nan bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nan đó vì thiền tri từng ấy nắm tay dịu dàng nhưng người là lối đó ra ngoài đường hiểm nan coi càng sự đông hại đến nơi con đường tốt làm cho được an ổn rồi báo rằng này người là đường từ nay về sau chớ có đi vào con đường hiểm nan đó nữa ai mà vào con đường hiểm đó ăn khó ra khỏi đằng lại còn phải bị tôn tánh mang người làng đường đó cũng sanh lòng cam trọng lúc từ biết nhau vì tri thức lại dần thêm nếu ông có gặp kẻ quen người thân cùng ngại những người đi đường hoàng trai hay gái thời ông báo cho họ biết con đường đó có rất nhiều sự động hại vào đó ác phải tôn tánh mạng chờ để cho những người ấy tự mà cho chánh vì thế nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn cứu với chúng sanh mặc tội khổ muốn cho chúng nó sanh lên cõi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp nhưng chúng sanh tội khó đó ra biết sự không khó trong con đường ác niệm rồi khi đã được ra khỏi chẳng còn trở vào nữa như người quen đường kia là bà đường hiểm ngâm vì thiền tri tính dần dám cho ra khỏi không bao giờ còn làm quà nữa gặp gỡ người khác lại bao chớ vào đường ấy từ nói rằng mình là quên đường nên đi làng vào đó nơi đằng hoa khói rồi tròn hẳn không còn trở vào đường đó nữa nếu còn đi vào con đường ấy nữa thời là con mê lầm không biết đó là con đường hiểm nan mà mình đã từng xa lạc rồi hoặc đến nỗi phải mong màng như chúng sanh bị đọa vào trong ăn đau ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sơ phương tiện cứu vớt cho được con khỏi sanh vào cõi trời rồi cùng quân trở vào ăn đau nữa nếu chúng sanh đó kinh nghiệm ác quá nặng thời ở mai chọn địa ngục không lúc nào được thoát khỏi quý vương bài thiên nguyện bây giờ a đồng quý vương chắp tay cùng kinh bành cùng đừng phần rằng bành đừng thế tôn chúng con là hàng quý vương số đông vô lượng ở trong tôi diêm vô đề hoa có vì làm lợi ích cho người hoặc có vì làm tổn hại cho người mỗi mỗi đều không đồng nhau
Nhưng về nghiệp bao kiếm quen thuộc chúng con đi qua thế giới an nhiều lạnh ính đi qua sân nhà người hòa thân âm xóm làng trai vườn buồn nhà trong đó như có người trai kẻ gái nào. Dù đưa cho phương lành bằng mái lông sợi tóc cho đến treo một lá phan một bao cái chúc hương chúc hoa cúng dường tượng Phật cung tướng Bồ Tát hoặc đọc tụng con kinh. Đồ hương cung dương một bài kê mong câu kinh vân vân hàng quý vương chúng con cung kinh làm lệ người đó như kinh lễ ca đưa phần thua quá khứ đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng còn tuyên khác hàng tiêu quý có ai lần lớn và kẻ có phần chân trách về cuộc đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn còn chẳng cho biển giữ cùng sự tai nạn bất kỳ. Mình ta hiếm nghe tình lệnh cho đến những việc không vừa ý nên gần chỗ của các nhà đó uống là để vào cửa đức Phật khen quý vương rằng hay thay tốn thay. Cả ngọn cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ kẻ thiên nam người thiên nữ như thế ta cùng truyền cho các vị trời phạm vương đế tích hộ về cánh ông. Chú màn trình thưa khi đưa Phật nói lời ấy xong trong pháp hội có một vị quý vương tên là chú màn bành cung đức Phật rằng bành đức Thế Tôn. Một nghiệp duyên của con là trai quán về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề khi sanh khi tử con đều coi biển đó cứ theo nơi bốn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con nên đến đôi khi sanh thì tử đều không được an ổn tại làm sao thế khi sanh nỡ nên làm lành khiên ác người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh. Còn luận là con trai hay con gái khi sẵn sàng ra phải nên làm việc phước lành thêm sự lợi ích cho nhà cửa trời thổ địa vui mừng công xiết ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặng nhiều sự an vui. Hàng thân quyên cũng được phước lợi hòa khi đã hạ sanh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sanh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sang máu ăn. Cùng nhóm họp ca hàng quyên thuộc lại để uống rượu ăn thịt ca sang đằng sau nếu làm những việc trên đó có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh sáng nguy hiểm đó có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tên mì uống ăn huyễn tăng nhờ có con sám đa sai các vị thần linh xa tranh thổ địa. Bảo hộ mẹ con người ấy làm cho được an vui mà đăng nhiều sự lợi ích. Thấy mình được an ổn thời đang lẽ nên làm phương lành để đền đáp công ơn thổ địa mà trai lại giếng hai loài sinh vật. Hồi họ phân quyến vì lễ này đã phạm
tư thọ lấy tai ba mẹ con đệ tôn đông chế nên tu phương lại người trong cõi diêm phù đề đến lúng màng chung. Không lần là người lành hay kẻ dữ con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc và trong ăn đau huống gì là người lúc sanh tiền biến tu tạo hồi phước lành giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi diêm phù đề những người làm lành đến lúng màng chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần an đạo hoặc biến ra hình cha mẹ nhân đến hóa làm người thân quyên dẫn dẫn thần hồn người chết làm cho đọa lạc. Và cho an đạo huống chi là những kẻ lung sanh tiền đa sẵn tạo nghiệp ác bành được thế còn những kẻ nam tư nữ nhân ở cõi diêm phù đề lung lắm chung thời thân thức hôn mê. Không biện đưa lễ lành điều giữ cho đến măng cùng tai không còn thấy nghe gì hên hàn thần quyền của người lâm chung đó nên phải sẵn sửa làm sự cung dương lớn tùng đồng tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Tu tạo nhân duyên phúng lành như thế có thể cho người chết qua khỏi chốn ngang đạo càng cứ mà quỷ ác thần thay đều phải lui tan cả hên bấm đứng thế tồn. Thần ca chúng sanh lũng lâm chung nèo đằng nghe danh hiệu của Bồ Đức Phật danh hiệu của Môn Bồ Tát hoặc nghe một câu một bài kệ kinh điển đại thừa con xem sẽ thấy màn người ấy. Trừ năm tội vô gián cùng tội xa hai những nghiệp án nhỏ nhỏ đáng lẽ phải xoa vào chôn á đau liền đằng khoa khỏi ca đức Phật căn dặn đừng quẳng bao chú mạng quý vương rằng. Ông vì có lòng đại từ nên có thể phá ra lời nguyện lớn ở trong sanh từ cứu hộ chúng sinh như thế như về trong đời sau này có kẻ nam người nữ nào đến lúng màng chung. Ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui chủ mang quý vương banh cùng đứng phần rằng xin được thế tôn chớ lo trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh. Ở có diêm phù đề lúng sanh lúng tử đều làm cho được an vui cả trí trong mong cả chúng sanh trong lúc sanh cùng lúng tử tin theo lời của con đã nói trên thời đều giải thoát đằng lời ích lớn. Đừng vào kho khí cho chú mạng bây giờ đứng bằng vào ngày Địa Tạng Bồ Tát bằng vì đại quý vương cai quan về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm vì quý vương. Ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng khi tử đó là bơn Bồ Tát Đại Sĩ vì lòng từ bi phàm nguyện hiền thân đại quý chớ thiệt thời không phải quý quá một trăm bảy mươi kiếp sau.
ông đó sẽ được thành Phật hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếm đó tên là An là cõi nước, tên là Tình Trụ Thọ Mạng của Đức Phật đó đến cho kiếp không thể tin đêm đường. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của quý đại quý vương đó không thể nghi bàn, như thế hàng trời cùng người được quý ấy đổ thoát cung đàn cho không thể hàng lượng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyện Xưng Danh Hiệu Chư Phật Pháp Thứ Chín Lung Đa Ngài Địa Tạng Bồ Tát Bạch Cung Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, này con vì chúng sanh trong đời sau mà vô bài sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, cuối sinh đừng Thế Tôn cho phép con nói đó. Đừng phần bao ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh, mang khoai tội khổ trong sao đường mà chuyện nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải đúng vậy, ông nên nói ngay đi, và sư ông có thể sớm làm xong nguyện đó. Ta giàu có vào nghĩa bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và về lại nữa. Ngài Địa Tạng Bạch Cung Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có đứng qua ta đây hiểu là vô biên thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cũng kính liền đành siêu việt tội nặng sanh thương. Trong bốn mươi kia muốn là vẽ đâm hình tượng cúng dường phán tháng, người này được vô lượng vô biên vương lợi lại hằng hà xa kiếm về thua quá khứ, có Đức Phật ra đời yêu là bưu thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây phá tâm quy với Phật trong quán khai mong tài, người này tròn hằng không còn tôi chuyển nơi đạo vô thượng chân gian. Lại về thua qua thứ có Đức Phật ra đời hiểu là ba đầu ma tăng Như là. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thoáng qua lộ tay, người này sẽ được một nghìn lần sanh lên sáu tầng trời coi dung muôn nữa là chí tâm cưng niệm lại ba ca thuế, ba ca thuế vô số kiếp về thua quá khứ, có Đức Phật ra đời yêu là chư tư hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phán tâm quy chừng trong một niềm, người này sẽ đăng gặp vô lượng càng đứng phần qua đăng thọ ký cho. Nói về thua quá khứ có Đức Phật ra đời yêu là câu lưu tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây chỉ tâm chiêm ngưỡng lệ bái hoàng lại tang thang, người này nơi pháp hội của một nghìn đức Phật trong hiện kiếp làm vị đại Phạm Vương đắng qua khó khi đạo Bồ
tưởng cho lại về thua quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là tùy bà thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật này thời mãi không còn xa đọa vào chốn ăn đào thường được sanh vào chốn trời người hướng lấy sự vui tu thắng vi diệu. Lời vô lượng vô số hằng hà sa kim về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là đa bưu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đấy liền coi đó bao an đạo thường ở tại cung trời hương sư vui thù thăng vì diệu lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu bưu tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây sẵn lòng cung kính không bao lâu người ấy sẽ đặng qua la hán lại vô lượng vô số kiếm về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là ca sa tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến hiệu của Đức Phật nay thời người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong đại kim lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là đại thông sơn vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thời người này đang cầm hằng hà chư Phật nói nhiều pháp bảo cho đều đang thành đạo Bồ Đề. Lại về qua quá khứ có được tình nguyện Phật đứng sáng vương Phật đứng trí thắng Phật đứng tình danh vương Phật đứng trí thành tự Phật đứng vô thượng Phật Đức Diệu Tinh và Đức Mãn Nguyện và Đức Nguyện Diệm Phật có ba ca thuyết Đức Phật Thế Tôn Như Thế Tăng ca chúng sanh trong thời hiện tại cùng có vị lai. Hoàng là trai hoàng là người hoặc người nam hoàng người nữ chi niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức muôn giới là niệm được nhiều danh hiệu. Nhưng chúng sanh đó lung sanh lung tử đằng nhiều vừa lời không còn phải đoa vào an đạo nữa như có người nào sắp mang chung hàng thân quyến trong nhà nhân đó là một người vì người bình sống trên đó mà niềm lớn tiếng. Danh hiệu của một nữ phong thời người trên đó trừ năm tội lớn vô gian ca nghiệp bao ca đều tiêu sạch cả năm tội lớn vô gian kia dầu rắn nặng nề đáng lẽ phải trải qua ức kiếp hằng không ra gói đằng qua khôn. Nhưng bài lúc lâm chung nhờ người ca vì đó mà chúng niệm danh hiệu của Phật cho nên những tội năng đó cũng lầm tiêu sanh uống là chúng sinh tự mình từng chánh hiệu của chư Phật. Người này đang vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng có kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ Nguyên quyến trung hai phương hành Địa Tạng Thế Nguyện rộng sâu gầy vàng châu sáng độ chúng sanh. Địa ngục khổ không ngàn tấn kiên thành khỏi mắng khổ trầm luân nam mô thượng trụ thập phương pháp nam mô thượng trụ thập phương pháp.
Nam mô Thượng Trụ Tam Phương Pháp, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện So Sánh Nhân Duyên Công Đức Của Chư Bồ Thí Phẩm Thứ Mười. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát Nương Hoài Thần Của Đức Phật Từ Chỗ Ngồi Đứng Dậy Quỳ Gối Chắp Tay Bánh Cùng Đứng Phật Rằng: Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo cho sanh về Chư Bồ Thí, có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong mười đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong trăm đời, nghìn đời. Nhưng sự ấy tại làm sao thế, cuối xin đừng thế dạy cho bây giờ. Đứng Phật báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thế chúng hội nơi cung trời Đao Lợi này, giảng về sự so sánh công đức kinh trọng của việc Bồ Thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lòng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe Đức Phật bảo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương hàng tế phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sáng đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ tật nguyện căm ngồng, kẻ điếm ngay mù quáng, gặp những hàng người thân thế không đưa vẹn toàn như thế, lúc ca vì quốc vương đó vân vân. Muốn Bồ Thí nếu có thể đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hà mình, tự tay mình đem cứu ra Bồ Thí cho tất cả những kẻ đó, hoàng bao người khám đem cho. Lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi ca vị quốc vương đại thần đó, vân vân. Đặng phước lời bằng phước lời công đức cúng dường cho một trăm hằng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vì quân vương đó vân vân phá tâm thái từ bi đối với kẻ rất mừng nghèo cùng vật với những người tàn tật kia, cho nên phương lành đưa hướng qua bao như thế này, trong trăm nghìn đời thường đương đầy đủ. Nhưng đồ thân báo uông là những thứ để thọ dụng như y phục đồ uống ăn vân vân. Lại vậy nữa, nay Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân, gắm chùa tham thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát. Thành
vạn hai minh chi và tính thân từ sự xa cúng dường bồ thi vị quân vương đô đề đằng trong ba kiếp làm vì trời đế thích hưởng sự vui sướng tốn làm. Nếu có thể đem phương lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới thời vị quân vương đó trong mười kiếp thường được. Nam vị trời đại pháp thiên vương lại thế này nữa này địa tạng bồ tát trong đời sao nếu có vị quốc vương cho đến hàng bà la môn vân vân gặp chùa tham của đứng phần thuở trương hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sớm rảnh ra liền có thể phát tâm tu bổ lại vì quốc vương đó hoặc từ mình tính thân lo sửa sang hòa khuyên hoa người khác cho đến khuyên hoa trăm nghìn người khác cùng chung bổ thí cúng dường để kết duyên lành vì quốc vương đó trong trăm nghìn đời thường làm vua chuyến luân. Còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong trăm nghìn đời thường làm vua nướng nhỏ nếu lại ở trướng chùa tham có thể phát tâm đem công đức cúng dường. Bồ thí đó mà hồi hướng về đã vô thượng chánh đàng chánh gia đường như vậy thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành phong cam. Bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên lại vậy nữa này địa tạng bồ tát trong đời sao như có vị quốc vương hay hàng bà la môn gặp những người già yếu thân bệnh và kẻ phụ nữ sanh đế nêu trong khoảng chừng một niềm sanh lòng từ lớn đem thuốc men cơm nước giường chiếu bồ thí làm cho những kẻ ấy được an vui. Phước đức đó không thể nghĩ bàn đến được trong một trăm mà kiếp thường làm vua trời tình cư trong hai trăm kiếp thường làm vua sáu từng trời cõi dục. Không bao giờ con đọa bao ác đạo cho đến trong trăm nghìn đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ rốn rao sẽ thành phần lại vậy nữa này địa tạng bồ tát trong đời sao như có vị quốc vương và bà la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem vừa đứng đã hồi hướng đà vô đề thời không luân là nhiều hay ít Phật ca huống gì là những quá trời phạm vương. Trời đề thích vua chuyển luân này địa tạng bồ tát vì thế nên khuyên hòa cho tất cả chúng sanh đều phải hồng theo như thế.
Ngài vậy nữa nay Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có thiền nam kẻ thiền nữ nào ở trong phần pháp mà gieo trồng chúng ít cội phương lành. Chừng bằng cái lông sợi tóc hồ ca mãi bụi phước lời của những người đó sẽ hương thọ không thể ví dụ thế nào cho đường lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sao như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gắm hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng Vua Chuyển Luân và Bồ Thi cúng dường. Thời Đăng Bồ Lượng Vương lành thường sanh ở cõi người cõi trời hương sự vui thù thắng vi diệu như có thể đem công đức hồi hương cho cả pháp giới chúng sanh. Thời phước lời của người ấy không thể ví dụ thế nào cho đường lại vậy nữa nay Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như kẻ thiền nam người thiền nữ nào gặp kinh điển đại thường hòa nghe thấy một bài kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính người khen Bồ Thí cúng dường người ấy được quả bao lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phương đứng hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thời phước lời này không thể ví dụ thế nào cho đường lại vậy nữa. Này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gầm chùa tháp và kinh điển đại thừa nếu là kinh tháp mới thời Bồ Thi cúng dường chim ngương lễ lại người khen chắp tay cùng kinh. Nếu làm kinh tham cố hoàng hư rắn thời sớ sang tu bố hòa riêng mình phá tâm làm hòa khuyến người ca cùng đồng phá tâm. Nhưng người đồng phá tâm đây trong 30 đời thường làm vua cán nướng nhỏ con vì đàn vì chánh đó thường làm vua chuyển luân lại dùng pháp lành mà giao hóa vua cán nướng nhỏ. Lại vậy nữa Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào ở nơi cội phước lành đã gieo trồng trong phần pháp. Hoàng là Bồ Thí cung dường, hoàng là tu bố chùa tham, hoàng sửa sang kinh điển cho đến chừng bằng mô sợi lòng một mây bụi mộng hồ cát một giọt nước. Nhưng sự lành như thế không lần nhiều ích chi có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời. Thường hương có chữ vui thường nhiều còn như chi hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoàng tử mình được lợi ích thôi như thế thời sẽ hướng quá vui trong ba đời. Cứ làm một văn sự lành thời được hương báo tốt một muôn lần trôi hơn này Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng nhân duyên còn đứng về sự Bồ Thí như thế đó kinh Địa
Tạng Bồ Tát Bổn Nguyên Địa Thần Hộ Pháp Phẩm thứ 11 lục đô vị kiến lao địa thần. Bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bằng. Độ khắp mọi loài chúng sanh, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chủ thể nguyện rất sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong diêm phù đề. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, Ngài Di Là cùng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các Ngài còn có lúc hoang mang. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phá thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trai đến kiếp số như số ca trong trăm nghìn ức sông hằng. Bạch Đức Thế Tôn, còn xem xét chúng sanh hiện tại nay và về vị lai sao, nơi chỗ sanh sẽ ở phương Nam, trong cuộc đất của mình ở dùng đất đá tre gỗ mà dừng cất cai khám cai thân. Trong đó có thể hóa về cho đến dung vàng ba đồng sáng đúng nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát đô phương cung vừa chim lễ người khen thời chỗ người đó ở đường mười điều lời in. Nhưng vì là mười điều, một là đấng cá tôn màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiền còn hướng sự lời in. Năm là cầu chi cũng tội ý, cả sao là không có tai hoa về nước và lửa bay, là trừ sanh việc hư hao, tám là dựng hẳn ác mộng. Chính là khi ra lúng vào có thần theo hồ về, mười là thương gặp bước thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đấng của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vì kiên lao địa thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiên nam kế thiên nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đồng tung kinh điển này và cũng dường hình tướng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thương hộ về người đó cho đến tất cả sự tai hòa như nướng lửa trộm cơm. Nàng lớn nàng nhỏ vân vân thay tèo tiêu sành được phán báo kiên lao địa thần rằng: Thần lờ rộng lớn của ông cả thần ca ít ai có bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi diêm phù đề đều nhờ ông hỗ trợ cho đến có
cây càng đá lúa mẹ trẻ lao gào khóc cua bao tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông Cam. Này ông lại tuyên bày những sự lệnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trôi hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào cùng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đồng tùng kinh điển này chỉ có thể tu hành theo môn việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tấm ca sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai uống nửa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, không có hàng quyền thuộc của Phạm Vương Đế, tinh quyền thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đăng ca vì thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bốn nguyện này. Tự nhiên từ rốt ráo xa lìa biên khổ chân đạo niết bàn an vui, vì thế nên đăng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện thấy nghe đưa lời ấn phân thứ 12 đưa vào phóng quang tuyên cả lúc đó từ trên đành môn Đức Thế Tôn. Phóng ra cả trăm nghìn muôn ngực tia sáng lớn như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn. Tia sáng sáng tia sáng sáng tia lớn, tia sáng sáng xanh, tia sáng sáng xanh lớn, tia sáng sắc biển, tia sáng sắc biển lớn, tia sáng sắc hồng, tia sáng sắc hồng lớn. Tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lạnh, tia sáng tướng mây lạnh lớn. Tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn bao, tia sáng vòng tròn bao lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn. Tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đánh bồn phong ra những luồng tia sáng như thế, xong lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà báo đại chúng rằng: Này Tam Bồ chúng trời rồng người cùng phi nhân vân vân lắng nghe. Hôm nay ta ở tại cung trời đau lời thuyền bài người kia những sơ lời ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bằng, những sự về nhân hành lên bậc thanh, những sự chứng quá thầm điềm.
Nhưng sự rô cao không ở lối sụp nơi đạo vô thượng chẳng đặng chánh giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát Quan Thế Âm cầu thỉnh lung đơ Phật nói lời trên đó vừa dừng tiếng trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát. Hiệu là Quan Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chấm tay mà bạch cùng đừng phân rằng bạch đường Thế Tôn Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn Ngài thương cho chúng sanh mắc tội khôn. Ở trong muôn nghìn ứng thế giới Ngài hóa hiện ra nghìn muôn ứng thân bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bằng của Ngài còn đã từng nghe đứng Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương. Các miền đồng lời ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát giàu cho cả đưa qua trong thua quá khứ thua hiện tại và thua vị lại nói công đức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại đưa đứng Thế Tôn bào khắp trong đại chúng rằng đừng Phật muôn tuyên nói các sự lời ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cuối mong được Thế Tôn vì tất cả chúng sanh. Ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bằng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm cho tam bộ chúng trời rồng vân vân chim ngưỡng lễ lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành. Đừng vào tang thang và hứa cả đức phân bao Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi ta bà những hàng trời rồng. Hoặc nam tử nữ nhớ hoàn thành hoàng quý cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sao đường nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông. Thời nhân chúng sanh ấy đều ở nơi đa vô thượng chẳng na giá quyết chẳng còn thôi chuyên thường đưa sanh vào cõi người cõi trời hướng đủ sự vui vì diệu khi nhân qua sắp thành công liền được phần to ký cho. Này ông sanh lòng từ bi lớn thương xót cả loài chúng sanh và tam bộ chúng trời rồng vân vân mà muốn nghe ta nói những sự lời anh chẳng thể nghĩ bằng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lòng nghe cho kỹ này ta sẽ nói đôi Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát bành rằng vân bành được Thế Tôn con xin ưa muốn nghe thấy nghe thêm phước trời đừng vần báo Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong cả thế giới về thua hiện tại nay và vị lai sao có vị trời nào hưởng phước trời đã mang năm tướng suy hao hiện ra nơi thân hòa có kẻ phải đọa lạc vào nơi chốn an đồng. Cả về trời đó hoặc nam hoặc nữ đường lông tướng suy hao hiện ở thấy hình tướng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe tên Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lệnh. Thời cao về trời đó
càng thêm lớn vô trời hướng sự vui sướng rất nhiều không bao giờ còn phải bị đọa la vào bán đạo nữa uống chi là những người thấy hình tượng Bồ Tát. Nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem các hương hoa đồ y phùng đồ uống ăn vàng ba chuỗi ngọc mà Bồ Thí cung dường thời người này đang vô lượng vô biên công đức phương lời. Người bình thường lời lại vậy nửa này quán thế âm trong ca thế giới về thua hiện tại này và về lai sao những ngàn chúng sanh trong sau đường như có kẻ xâm màn chúng. Mà đang nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua lỗ tai thời kia mà chúng đó không còn bị đọa vào chốn khổ ba ấn đạo. Huống chi là lúc sắm mang chung cha mẹ cùng hàng thân quyến đẹp của cái nhà cửa vần bao y phụ vân vân của người sắm mang chung đó mà làm của chi phí đôi tô đắp hay hòa vế hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bình lúng chưa chan hoàng mắng thay tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa bằng báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Người bình đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bình nặng thời nhờ công đơn này liền đưa lanh mạnh tôi thọ thêm lâu. Còn nếu người bình đó có nghiệp báo số mang đà hình lại có đủ tất cả tội chương nghiệp chương đang lệ phải bị đọa vào trong ác đạo sống vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời cõi người hưởng qua vui thù thân vì diệu thân ca tội chưa thấy đều tiêu sạch. Tiền vọng được vương lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào hoàng lúc còn bú mớm hoàng lúc lên 3 tuổi hoàng lúc lên 5 tuổi 10 tuổi trở xuống mà trên mà mẫn cha mẹ cho đến trên mẫn anh em chị em đến khi người đó còn lớn nhớ tướng đánh cha mẹ cùng hàng thân quyến không rõ đọa lạc vào chốn nào hay sang về thế giới nào hoặc sanh lên cõi trời nào người đó như có thế tô về hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nhân đến nghe danh hiệu của Ngài rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đánh lễ. Từ một ngày cho đến 7 ngày đừng thôi thân pháp ban đầu nghe danh hiệu thầy hình tượng chim lễ cúng dường thời quyên thuộc là sân quá của người đó nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo tính ra. Phải chịu đến số kiếp nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chim lễ cung dường của con cái hay của anh em chị em nên liền đàng giải thoát được sanh lên cõi trời cõi người. Hương quá vui thù thắng vì nhiều còn như quyên thuộc đã sáng phơ của người đó có phước lành đã được sanh lên cõi trời cõi người hương thọ quá vui thù thắng vì diệu rồi.
Thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp nhân, về bờ thanh nướng vô lượng quá vui, như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chìm lên tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ đô một muôn biên, sẽ đăng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mắt cho người đó rõ nơi cõi của hàng thần quyền sấm quốc kia đã sanh về. Hòa trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát yến sẽ thân thông lan tự chân người đó đến cả thế giới thấy hàng quyền thuộc, nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến luôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai ca vị quý thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời đâu ăn món mặn dư dần. Không có cả thứ bên có chờ đến cả sơ tài, và còn không hề vào đến cửa hôm nữa là đến nơi thắng rô ra rồi, người đó đường Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đánh thọ ký cho. Nguyện lâu sống thanh lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau như có kẻ thiền nam người thiền nữ nào muốn phá lòng từ rộng lớn để cứu độ tăng cả chúng sanh, muốn tu tạo vô thừa chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới. Những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, hòa đem hương hoa y phụng, vâng bao đồ ăn uống vâng vâng để cung dường, chìm ngưỡng đánh lễ thời cho nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại lầy vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muôn cầu trăm nghìn muôn ư địa nguyện, trăm nghìn muôn ứng sư về hiện tại cùng vị lai, thời chí nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường. Người khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi thay đều thành tựu ca lại, cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vẫn được từ bi rộng lớn ủng hộ mái cho. Người đó trong giấc chim bao liền đăng Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đăng thọ khi đưa trí huệ lại vậy nữa này Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiền nam kẻ thiền nữ nào sanh lòng rấn trân trọng đối với kinh điển đại thừa phá tâm bằng thư nghi, muôn đọc muôn tùng kinh điển ấy dâu găm đăng bực minh sư truyền dạy cho những người đó học tầm như đông rồi quên rồi trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tùng được. Nhưng kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng đồng tùng, nhưng hàng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thầy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đem mãn bổn tâm cung kinh bày tỏ với Bồ Tát rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn
tấn ca đồ hoa cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát. Dùng một chén nước trai để trưa tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chấp tay tình để uống say mầm về hướng Nam. Khi nước vào miệng phải chỉ tâm trình trọng, uống nước xong phải cứ ngủ tâm rượu thình tà dâm vọng ngư và ca việc chiên hai trong bảy ngày hoàng 21 ngày. Người tiên nam cùng tiên nữ đó trong dân chim bao thấy địa tạng Bồ Tát hiền thân vô biên rưỡi nước trên đành của người đó. Sau khi thức dậy người đó liền đành thông minh một quen nghe đến những kinh điển đại thừa ấy, liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nương. Tài nàng tiêu trừ lại vây nơi này quán thế âm Bồ Tát về trong đời sao, như có những người nào ăn mà không đủ cầu chi cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều tật bệnh hoang nhiều sự hung suy, nhà cửa không yên ổn quyền vô chia lìa, hoặc có sự tai và cứ đến quay nhiễu nơi thân luôn trong giấc mộng, thường phải kinh sợ những người như thế đó. Khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thầy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát nên chí tâm cung kinh niệm đủ một muôn biến thời, những sự không quay ý trên đó sẽ tiêu sanh lần lần liền đăng an vui. Đồ ăn mà chưa giật cho đến trong giấc mộng thấy đều an ổn vui về coi hiểm nguy này. Vậy nửa này qua thế âm Bồ Tát về đời sau, nếu có người thiên nam thiền nữ nào hoàn nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoàn nhân sự sanh cùng tư, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi hay là qua sông vừa biên, hoàn cảm nưa lùng lớn hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến, được thế thời đi qua nơi nào chốn nào cũng có các vị quý thần hộ vệ. Lung đi đừng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn, cho đến giàu gầm loài hầm soi sự tư, nhưng tất cả thứ đồng hai đều không thể phạm đến người đó được. Đừng còn bao ngày quán thế âm Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rộng lớn với cõi diêm phù đề, nếu nói về những sự mà căn hàng chúng sanh thầy hình nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát được lời in thời, giàu nói đến trong trăm nghìn kia cũng không nên đường này quan thế âm Bồ Tát. Vì thế ông nên dùng thần lần mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sanh trong coi ta bà đây mãi đến trăm nghìn kiếp đường chừng sự an vui luôn. Bây giờ đứng thế tôn liền nói kể rằng, ta xem Địa Tạng xứng ngoài thần kim số thằng xa có tỏ trần. Thầy nghe một niềm chiêm ngưỡng lễ trời người lại ấn sự không ngàn hoàng rồng hoa thân cùng nam nữ bao tầng sẽ xa vào đường dữ, chỉ ta
năng quy mạng đại sĩ thần. Tuổi thọ thêm nhiều trừ tôi dữ, trẻ thơ trên mắt mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kế ruộng rà, lớn con nghĩ đến đều không biết. Nếu giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoàng tô đại sĩ hình, cám thương chim lê biệt chẳng đành, hầm môn ngày luôn niềm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ đành quyền thuộc ở nơi nào, giàu sáng thua cùng ra mau, nếu được không lôi lòng kinh ngưỡng, thanh kế Bồ Tát cuốn đầu trao. Bồ Đề vô thường muốn tu hành, mong ra ba cõi khói thư sinh. Người này đã phát lòng bi lớn, trước nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quý y đấng trọn lành. Cung dường cung kinh phát lòng thành, nghiệp chơn chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phá tâm tùng kinh sân, muôn đồ chung sanh khỏi tai anh. Dầu lòng nguyện lớn chẳng nghĩ bạn, đồng rồi quên rồi luôn sống mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, hồng đại thừa kinh khó mọi bề. Y vô buồn an ca ngoa cô, cung dương địa tàng với hương hoa, dùng chén trong bài trơ tưởng khanh một ngày đêm bừng lấy uống sanh lòng ân trầm cử ngũ tâm rượu thịnh ta nhắm cùng dối loạn trong hâm một ngày chớ xa sanh chuyên lòng tướng niệm thượng nhân gian chim bao thấy rõ tôn dung hiền thức rồi liền đăng trí khôn lành. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vàng đời sao nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hoa hoang người lìa nhau, ngủ mê mộng mì không an giấc. Cầu muôn hồng chẳng đường nào, giống lòng chim lễ địa tàng ngày, bao nhiêu việc a phải tiêu ngay. Nhân đàn chim bao đều an ca, quê thân phò hồ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cung dường kinh lễ cùng chim ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, an tai tiêu sanh thường an sướng, Quan Âm lòng nghe ta nói rõ. Địa tàng vô lượng ngoài thần đó, trăm nghìn muôn kim thuật chẳng rồi, đồng tuyên đại sĩ đại sức nó. Người nghe đến địa tàng danh, thấy hình chim lễ hến lòng thành. Hương hòa ăn uống dân y phục, trăm nghìn bao đẹp hương đều lành. Nếu hai đêm công ở hội phạm giới, rơ rao thành phơ sân từ khỏi. Quan Âm nền bia căn tuyên bày, truyền cảm hăng xa nhiều nữa coi. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Môn Nguyên dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13 đức Phật nhà Pha Luân đó đừng Thế Tôn giờ cánh tài sanh vàng xoa nắng ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà báo rằng: địa tàng thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đứng từ bi của ông không thể nghĩ
ban trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho ca đơ quan nga mười phương khen ngợi tuyên nói, nhưng sơ chẳng thể nghi bàn của ông, trăm nghìn muôn kia cũng chẳng hên đằng này. Địa tạng ông nên nhớ hôm nay, ta ở trong cung trời đao lời nơi pháp hội lớn, có trăm nghìn muôn ưng bân khả thuế bơ khả thuế ta ca ca đừng phà can vì bồ ta can hàng trời rộng tam bồ chúng đây. Một lần nữa đem ca hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông chớ để ca chúng sanh đó phải bị đọa vào ca hàng đào, dầu là chừng một ngày. Một đêm uống chi lại để cho chúng nó phải bị đọa là vào địa ngục ngô vô gian cùng địa ngục nga thì mãi đến nghìn muôn ư kịp không lúc nào ra khỏi ư này. Địa tạng tâm tăng của chúng sanh cõi diêm phù đề không định phạm đông đều quen theo thói á thoáng hoàng, có người phạt tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thôi ta, còn như duyên an lại luôn luôn tăng trưởng. Cùng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa đông thuần theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát này. Địa tạng hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông, trong đời sau như có hàng trời người cùng thiên nam thiên nữ nào rồng chung in căn lành ở trong phần pháp chừng bằng sợi lòng mấy trần hột can cho nước hai ông, nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tâm lần lần đạo anh vô thường chớ để họ thôi thác. Này vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao vẫn có trời ấy người ơi, na phải theo nghiêm mà thọ ba bi đọa vào chốn án đạo, đến khi bi đọa vào án đạo vừa bước đến cửa ngục. Nhưng chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, cùng một câu một kệ kinh điển đại thừa, ông nên dùng thân lực của ông tìm phương chữa cứu và cả chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra đưa kẻ đó phá tan địa ngục, làm cho họ đưa sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vì diệu thù thắng. Bây giờ đứng thế tôn liền nói kể rằng, đời nay đời sau chung thiên nhân, nay ta ân cần dặn báo ông, dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho án đạo đọa vào trong. Bồ Tát tuân chi, bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bành cùng đứng phần rằng, bạch Đức Thế Tôn, tôi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau nếu có người thiện nam cũng kế thiên nữ nào, đối với trong phần pháp có môn niệm cung kính, còn cung dùng trăm nghìn phương tiện đô thoát người đó, làm cho mau đàn giải thoát trong đường sanh tử.
Buồn nữa là nghe ca về lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thôi chuyến hư không tàn bằng hỏi lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bành lời nói trên đó vừa xong. Trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tăng Bành cùng Đức Phật rằng bành được Thế Tôn từ khi con đến cung trời đạo lời này nghe Đức Như Lai người khen ngoài thần thế lực công thế nghi bằng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau vẫn có người thiện nam cùng thiền nữ nào cho đến tăng cả hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lệ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Thời nhân kể ấy được bao nhiêu địa phương lời cuối mong Đức Thế Tôn về tăng ca hàng chúng sanh ở hiện tại và vì lại mà nói lừa việc ấy cho. 28 điều lời Đức Phật bao ngài Hư Không Tạng Bồ Tát lắng nghe cho kỳ ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tướng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đồng cùng dùng hương hoa đồ ăn món uống y phục vân bao mà bồ thí cúng dường ơi khen. Chìm lệ thời kê ấy được 28 điều lợi ích như sau đây một căn hàng trời rồng thường hồ niệm hai quá lanh càng ngày càng thêm lớn ba chứa nhóm nhân vô thường của thanh bốn mãi không còn thôi thân đạo bồ đề. Năm đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ sao nhưng bình tà không đến nơi thân bãi khói nhưng tai nạn về nướng và lửa tam không có bị hại vì trộm cướp chính người khác thấy đến sanh lòng cung kính. Mười ca hàng quê thần theo hộ trì, mười một đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai, mười hai đời sau sẽ làm con gái cán hàng vương gia đại thần. Mười ba thân tướng sinh đẹp, mười bốn phần nhiều đưa sanh về cõi trời, mười lăm hoàng làm bừng vua chúa, mười sáu có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước. Mười bảy có mong cầu chi cũng được thoải ý, mười tám quyến thuộc an vui, mười chín ca tai và bất ngờ đều dứt sạch, hai mươi ca nghiệm về án đạo đều trừ hẳn. 21 đi đến đâu cũng đều không bị sợ trở ngại, 22 đêm nằm chim bao an ổn vui vẻ, 23 những người thân tổng đã chết nếu có tội tời được khỏi khôn. 24 nếu về đời chưa có phước thời được khó sanh về cõi vui sướng. 25 ca bồ thanh người khen. 26 căn tánh lanh lời thông minh. 27 giàu lòng tư mẫn. 28 rốt ráo thành phần. 7 điều lời lại bảy nữa này Hư Không Tạng Bồ Tát. Như hàng trời rộng quê thần ơi yên tai và vì lai nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đăng lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát hoan nghe ca sư về bốn nguyện tu hành.
hành. Của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà khen ngợi chim lễ ca sẽ đằng bay điều lời ên. Một màu chân bờ thánh, hai nghiệp ác tiêu diệt, ba chư Phật đến ủng hộ. Bồn không thối thân Bồ Đề Tâm, năm bốn lượng được tăng trưởng, sao việc đời trương đều rõ biết. Bài rốt vào thành phần, đại hội tam tháng bây giờ bất cả thuyền tăng cả ca đức Phật và đại Bồ Tát cùng tam bố chúng trời đông. Mười vương đến dự pháp hội đó nghe Đức Thế Ca Mâu Ni Phật người khen khuyên bài xứng oai thần lên chẳng thể nghi bằng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen là việc chưa từng con. Lùng đó trời đau lời rưỡi vô lượng hương hoa thiền y chuối ngọc đê cung dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát xong rồi tăng ca đại chúng trong pháp hội đều là chim lê chắp tay mà lui đăng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyên hạ hơi bốn thế Địa Tạng so nhân trong kinh tạng tờ căn ấm do tiền sanh đời nay tùng đại thừa phương lợi vô cùng. Quyết sèn báo vang sanh Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tăng. Chào lời Thế Tôn nói Pháp Bảo Địa Tạng công hành ra rộng sâu, thánh giá mai truyền sao chẳng ngưng, khâm lời trời người khỏi khổ sầu, trời A-tu-la già xoa thanh. Nên nghe Pháp đó nên chỉ tâm ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn. Mỗi vị xuyên tu lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe đến chỗ này, hòa trên đấng liền hoàng hư không. Thường đôi người đời sanh từ tâm, ngày đêm từ mình nương Pháp ơn. Nguyện cả thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sanh, bao nhiêu tội chướng nghiệp tiêu trừ, xa lìa ca khổ về viên tịnh, hằng dùng giới hương xoa vong sanh. Thường diện đinh phong để giúp thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo chỗ thường an lạc. Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô tội ta phu chánh ung hô đạo tràng hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tăng. Ma Vang Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thầm Vang Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiều Kiên Ngũ Uẩn Giai Không Đổi Những Thế Khổ Anh Xa Lời Tự Sanh Bất Gì Không Không Bất Gì Sanh Sanh Tức Thì Không. Không từ thế sanh có tương hành tương nhiệm vùng như thế xa lại từ thì chư pháp không tướng bơ sanh bân nhiệm bân cao bơ tình bơ tăng bấn giam thì có không trung vô sanh vô thọ tương hành thân vô nhà nhị thi thiệt thân y vô sa tình nương vì sung pháp. Vô nhàn giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệt vô minh thân này chi vô lão tự diệt vô lão tự thân vô khó tâm diệt đạo vô tri diệt vô đăng diệt vô sơ đăng
cùng bồ yến lê điện đa mong tấn cơ thanh niên bà tam thế chư phật nghi ma nhã ba la mật đa cố đăng nga nầu đa la tam miêu tam bồ đề cô trì ma nhã ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chung năng cơ nhân thế cô chân thiện văn ngự cố duyên mạng nhà ba la mật đa chú thần thuê chú vi đế đề ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà ha yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tình đồ đà la ni nam mô a di đà bà già đà ca già đà già đà điện già tha di đi đô bà tì a di đi đà thân tâm bà tì a di đi đà tì ca lăng đê a di đi đà tì ca lăng đà ya di ni ya ya na chi đà ca lê ta bà ha nam di đà bà già đà ca già đà già đà điện già ca di đi đô bà tì a di đi đà tơ đam bà tì a di đi đà tì ca lăng đê a di đi đà tì ca lăng đà ya di ni ya ya na di đà ca lê ta bà ha nam mô a di đà bà ya đà tha ya đà ya đà điện ya tha di đi đô bà tì a di đi đà tấn đam bà tì a di đi đà tì ca lăng đê a di đi đà tì ca lăng đà ya di ni ya ya na di đà ca lê ta bà ha di đà phật thân kim sa khe tướng quang minh vô đẳng luân bành hà uyên chuyên ngũ tu di cam mung trần thánh tứ đại hải quang trung phần vô số ứng hóa bồ tát chúng diệt vô biên từ tham ba nguyện độ chúng sanh cứu pháp hàm linh đang bi ngàn ngày nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô nam mô A Di Đà Phật 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 nam mô
mô A Di Đà Phật, Nam 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 mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mười phương chư Phật Ba Đời A Di Đà Phật, những chẳng rời quần san sen vàng chín phân thân dành anh. Ôi linh đơn cả đã dành vô biên, nay con dựng tâm lòng thiền quy y với Phật Sam liền tôi căn phước lành con có chi chăng. In nhiều quyết con nguyện rằng về Tây, nguyện cùng với bạn tu đây, tuy thời cảm ứng hiện nay điểm lành, biên giờ biết khắc rõ rành. Làm chung tàn mặt cánh lạnh tay phương, thấy nghe chánh niệm hơn thường, vãng sanh là quấn đồng nương hoa vàng, hoa nở thấy Phật rõ ràng. Phật vọng sanh tứ đô an muôn loài, phiền não vô biên thể dừng trừ, pháp môn tu hồng chẳng còn dư, chúng sanh nguyện đồ bờ kia đến. Đạo vẫn cùng nhau chứng tri như ai hư không coi nó dầu cùng, nguyện trên còn mãi chẳng cùng chẳng thiên. Không tình cũng có đồng nguyện, trí màu của phần đồng viên đồng thành. Nay con lại nguyện tu hành, phổ hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn. Một là nguyện lại Thế Tôn, hiền thân trước Phật hên lòng kinh tinh. Hai khen Phật đứng rộng thanh, lời hay tiếng tốt tân tình người cam. Ba thời sắm đủ hương hoa, tràng phan bao cái dưng ra cúng dường. Bốn vì mê chấp lầm đường, tham sân nghiêm chướng con thường sám luôn. Năm suy công đức vàng muôn, của phàm của thánh con đồng vui ưa. Sau khi Phật chứng thượng thừa, phàm màu
con thân đã vừa truyền trao, bay lòng chẳng chung lãng sao, cầu xin chư Phật chớ vào vô dương. Tam thường tu hồng đại thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con, chính thế chẳng dám mỏi mòn, dẫn diệu muôn loài đều tròn phàm thân. Mười đêm tăng ca công huân, mọi loài cùng hướng khâm trần cùng vui. Mười điều nguyện lớn nguyện rồi, nguyện về cực lạc, nguyện ngồi tòa sen. Niệm Phật con đệ thù thắng hành này vô biên thắng, hồi hướng ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh, tông quang vô lượng quang Phật sanh. Nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, vô nguyện tội chương tấn tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, cửu pháp liên hoa vi phù màu, hoa khai kim Phật ngộ Bồ Sanh, bấn thôi Bồ Tát vi bàn lượng. Nguyện gì từ công đức phó tư ư nhân thiên, ngã đằng giữ chúng sanh giải công thành Phật ào. Tự quy Phật ngay đương nguyện chúng sanh, thể chạy đại đạo pháp vô thượng tâm. Tự chúng sanh đều rõ